Tết năm nay về sớm, chúng tôi đang gấp rút để làm kịp hàng để giao hàng để cho mọi người kịp nhận hàng và đón Tết. Nghề này thì chắc là cái nghề này thì kiểu gì thì kiểu phải đến bao giờ hết đời này đến đời khác thì bao giờ không có người chết thắp hương nữa thì mình mới về bỏ nghề.